Em đi. Hello cả nhà, hôm nay em không có nấu cơm, em nấu bánh canh chả cá Nha Trang đây cả nhà ơi. Rất là ngon nha, bánh canh chả cá. Đây, bánh canh chả cá Thắt Lát nha cả nhà. Chả cá em mới mua ở Việt Nam, ship qua đây bán đó cả nhà, rất là ngon, dai. Đây, bánh canh chả cá, bánh canh chả cá. Này để mình mẹ. Ta tử là bà mẹ. Mẹ ăn cái răng được không? Cái răng ngon. Ủa nó bẻ xong. Bỏ nó. Tợ nghĩ sao. Mày với bà mẹ. Mẹ lấy cái răng đó bà. I know you want me to act like I'm turning you. Không có chở hả? Barbecue Japan. Thịt nướng Nhật Bản ở nhà. Thịt nướng khoai của Nhật ha. Hôm nay em mua hai con cá diếc nè cả nhà. Lần đầu tiên ăn cá diếc nè. Giờ em ướp nè, nước màu, hành, tỏi, ớt, tiêu, bột ngọt, tí xíu muối và nước mắm, tí xíu đường. Đây, chuẩn bị kho. Rồi, nồi cá mình mới vừa kho xong nè cả nhà ơi, rất là ngon nha. Cá diếc nè, nó kho xong rồi mình gần chín thì mình bỏ hành nè, thêm một miếng tiêu, vài trái ớt nữa. Đó, rất là ngon nha. Mình kho lạt để chấm rau sống á cả nhà. Đây, cá kho, cá diếc đây. Hello cả nhà, hôm nay em nấu canh chua tép với cá bông lau kho tổ cả nhà, rất là ngon nha. Đây, cá bông lau ở Việt Nam đó, ship qua đây bán rất là ngon, ăn nhớ tới Việt Nam lắm á cả nhà. Em mời cả nhà mình dùng nha, cá bông lau kho tổ với canh chua tép. Lần đầu tiên chiên chuối chiên nha cả nhà. Cả nhà ơi, chuối chiên thơm ngon đây. Giờ lần đầu tiên em chiên chuối chiên nè cả nhà, rất là ngon nha cả nhà, giòn lắm nha. Đây xốp ngon lắm nha cả nhà. Em mời cả nhà dùng nha, chú chiên. Hôm nay em thèm heo quay á cả nhà, em mua một phao heo quay 17 đồng. Đó, em về em nhét vô bánh mì á. Đó, bây giờ em bỏ vô bánh mì cho cả nhà mình cùng xem nha. Heo quay nè, đó, bỏ rất là nhiều, ăn ngon, béo. Rồi dưa leo, rồi hành, ngò, rau răm và ớt. Mình rắc thêm một miếng muối tiêu nữa nha cả nhà, cho vừa ăn á. Rất là ngon, heo quay giòn lắm, mới mua. Rồi bánh mì mình mới nướng xong, giòn rụm luôn á cả nhà, rất là ngon nha. Em mời cả nhà mình dùng nè, ăn buổi sáng với em nha. Heo quay, bánh mì heo quay, rất là ngon. Em rắc một miếng muối tiêu rồi đó nha, cả nhà thấy ngon không? Đây,
Đây là sườn non, sườn chay, sườn chiên giòn cả nhà ơi. Rất là ngon nha. Ướp muối, tiêu, bột ngọt, tí xíu ớt bột vô cho cay cay. Nêm vừa ăn, mình chiên giòn lên ăn cơm nha cả nhà. Thơm ngon, giòn rụm, rất là ngon nha cả nhà. Đây là dĩ của mình gồm có bánh mì, sườn cừu, tôm và mực lăn bột chiên nha. Mực cũng làm hình tròn nè. Đây là món món đầu tiên. Hồi nãy mình quên bỏ cái bánh xèo giòn này vô nữa ha cả nhà. Đó, cái bánh này mới đặc biệt nè, nó có mùi thơm đặc trưng của cao lầu. Cái bánh này là bánh cao lầu người ta cắt ra đó, mình chiên giòn lên nó rất là ngon ha cả nhà. Đó. Rồi bây giờ em làm một tô bánh canh chay. Đây cả nhà ơi, rất là ngon nha. Đủ rau củ luôn. Đó, nấm, các loại nấm. Đậu hũ, tổ ki cộng. Nấm đông cô, nấm rơm. Nấm đùi gà. Củ cải trắng, củ sắn và củ cà rốt. Rất là ngon. Bỏ chút tiêu, hành cháy và một miếng ngò gai cho nó thơm á cả nhà. Rắc một miếng tiêu, ai ăn ớt thì bỏ tiêu. Bánh xèo đi cả nhà ơi, rất là ngon nha, giòn lắm á. Này, bánh xèo. Đây, bánh xèo mình ăn với rau sống nha, xà lách với cải bẹ xanh, nước mắm, tỏi, ớt. Đây là cá bóng cát cả nhà ơi, rất là ngon nha. Cá này nó cũng có trứng nữa đó. Đây em kho tiêu, bỏ ớt cay cay rồi ăn nó mới đã. Cá bóng cát đây, kho tiêu. Đợi cho chút nó cạn cạn sạch sạch rồi mình mới tắt lửa. Ăn cơm rất là ngon.
đây có rạn sữa đây là cả nhà, thấy không? Đó. Đó, rất là ngon nha, rạn sữa, rạn sữa đó. Đó em chế biến lại á cho nó mặn mặn ngọt ngọt, chứ ở đây nó làm ngọt quá em ăn không có được. Rạn sữa đó cả nhà, rất là ngon nha. Mình cháy tỏi rồi lại ha, nêm vừa ăn. Rạn sữa đây, cơm tấm rồi cả nhà ơi. Hôm nay em nấu cơm tấm nè, gạo tấm nè, sườn nè, sườn cây, sườn cộng á cả nhà, sườn non đó, và trứng ốp la đây, rất là ngon nha. Sườn nướng nữa nè, làm cơm tấm ăn, nước mắm ớt, dưa chua và mỡ hành, rất ngon nha cả nhà. Cơm tấm đây, cơm tấm sườn rất ngon nha, nướng nè, có mật ong đồ này kia ướp rất là ngon. Đây là mì căn chay, mình ướp miếng hành tím, miếng tương, ngũ vị hương, tí xíu đường, tí xíu bột ngọt. À, nó thơm lắm nha, ăn nó giòn giòn. Nhà ơi, mình mới xuống lai nè. À, bà xã bữa nay em cho ăn này là gì em? À, ba rọi kho với măng. Ồ, hôm nay mình lại ăn cơm với ba rọi kho măng. À, và đây là nồi canh ủ qua, đúng không? Ừ. Ủ qua nấu thịt ba rọi. Ừ. Đây. Và bây giờ là hiện tại bây giờ là 1:32 tối hả cả nhà? 1:32 khuya. À, mình mới xuống ăn cơm lai và ăn cơm đây. Rồi và bây giờ mời cả nhà mình ăn cơm với hai vợ chồng mình nhé. Và bây giờ thì cũng là 1:38 rồi cả nhà. 1:38 sáng rồi, sau buổi live thì hai vợ chồng mình mới ăn cơm. Và hồi chị cũng có ăn, cũng có ăn sơ sơ rồi hả cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã đón xem, mình chúc sức khỏe cả nhà nhiều ạ. Thịt chiên đây cả nhà ơi. Đây thịt chiên, rất là ngon nha. Thịt chiên đây. Ướp tỏi nè, dầu hào nè, nước tương, tiêu và miếng dầu e và mật ong. Để 30 phút rồi mình chiên nha cả nhà. Thêm tí xíu bột bắp nữa, thịt nó mềm, rất ngon. Mình chào cả nhà. Thì hôm nay mình mời cả nhà mình ăn xôi mặn với mình ha. À, nhớ Việt Nam thì ở nhà mình nấu xôi mặn mình ăn cũng rất là ngon, nhiều khi ngon hơn ăn ở tiệm ở nhà. Thì món này gồm có là hột gà chiên, lạc xưởng và chả lụa và gà chà bông. Cái món gà chà bông thì bà xã mình bà ship ở Việt Nam về qua cả nhà, rất là ngon ha, chứ không có phải mua hàng bên đây. Đây bây giờ bắt đầu mình làm một dĩa cho cả nhà coi ha. Mình đã bỏ hột gà, lạc xưởng và chả lụa vào rồi, thì bây giờ mình bỏ chà bông đó cả nhà, thấy có ngon không? Cái món này ăn sáng chắc no cũng tới chiều luôn á cả nhà. Và bên đây thì mình ăn nước tương Marie. Đó, Marie, nước tương của Pháp á cả nhà, rất là ngon. Mình chan vào và thay vào đó mình kèm thêm một trái ớt nữa. Cả nhà thấy có ngon không? Màu sắc rất là bắt mắt ha. Xin mời cả nhà, cảm ơn rất là nhiều. Nấu hủ tiếu chay, em sơ cho cả nhà mình thấy nè. Rất là ngon nha, tàu hủ, nấm rơm, nấm đông cô và tàu hủ ki, củ cải đỏ, cải trắng và củ sắn. Rất là ngon, thêm một tí ớt sa tế. Quên mua giá rồi cả nhà ơi. Đây, rất là ngon nha. Đây. Bây giờ em đã múc ra dĩa rồi nè cả nhà. Mình cho tí xíu rau ôm, ngò gai với miếng ớt vô. Đây. Rắc thêm một miếng đậu phộng.
Đó, mình ăn kèm với bánh mì nha cả nhà. Bánh mì rất là ngon nha. Hôm nay nhỏ em nó cho hai bịch nem nướng. Em làm mới mua một bịch nem thôi. Nướng rất là ngon nha cả nhà. Mình ăn với bún nè, rồi với thịt nướng nữa. Đây, nướng thịt này ăn với bún, thịt nướng đó cả nhà. Giờ mình đảo lên để cho nó chín đều hết. Rất là ngon nha. Giờ mình nướng thêm chừng 3 phút nữa là cho nó đều hết. Ướp này là sả, tỏi, hành lá. Mình nêm tí xíu nước mắm, đường, mật ong với một chút xíu dầu điều. Bún thịt nướng nhà làm đó cả nhà ơi, bún thịt nướng nem nướng đây. Buổi sáng dậy bà xã mình phải cho mình ăn mà coi vậy hết cả nhà. Đây là tô bún thịt nướng. Nhân dịp đây mình xin mời cả nhà mình ăn sáng với mình luôn nha. Bún thịt nướng rất là ngon ạ. Cảm ơn cả nhà nhiều. Rồi, cái nhà thấy ngon không? Mình trộn tô bún ở đây. Gồm có rau, giá, thịt nướng và nem nướng đây. Rồi, xin mời cả nhà cùng dùng nha. Cảm ơn cả nhà nhiều.